Ngày 6 tháng 9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo các cấp năm 2023. Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức thu nhập trung bình, hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký thông tin hộ nghèo, triển khai nghị định số 38 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thông tư 55 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.